Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Conan Movie 27, ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô, hiện đang oanh tạc phòng vé tại Việt Nam, vượt qua cả cái tên đình đám Deadpool and Wolverine. Bạn nào chưa xem hoặc còn đang lưỡng lự thì có thể tham khảo video review Movie 27 của Ten rồi quyết định nhé. Đảm bảo cực kỳ hay luôn. Bên cạnh sự ảnh hưởng quá lớn của bộ truyện trinh thám này, tôi nghĩ thứ khiến khán giả ra rạp chính là chuyện tình của Heiji và Kazuha. Đây có thể coi là cặp đôi có nhiều khoảnh khắc đi vào lòng người hâm mộ nhất, bi hài, rung rợn đến lãng mạn đều có hết. Thế nhưng vẫn tồn tại một dấu chấm hỏi to đùng trong vô vàn điều khán giả thắc mắc về thám tử lừng danh Conan. Đó là bao giờ tác giả mới chịu cho Heiji tỏ tình thành công đấy? Tỏ tình hụt nhiều đến mức độ con dân sắp quên béng luôn rồi đấy. Ấy từ từ, bạn quên à? Thế thì đừng lo, vì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ những lần tỏ tình hụt của anh hẹ ra nâu nhé. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. 1. Giới thiệu. Là một trong những nhân vật quan trọng của thám tử lừng danh Conan, với tần suất xuất hiện dày đặc, dĩ nhiên chuyện tình yêu của Heiji cũng sẽ được tác giả Aoyama yêu ái như cặp đôi Shinran. Motif thanh mai trúc mã vốn quen thuộc trong bộ truyện cũng được áp dụng triệt để cho cặp đôi này. Cũng như Shinichi và Ran, Heiji và Kazuha gặp nhau lần đầu ở trường mẫu giáo, phụ huynh của cả hai đều làm trong ngành cảnh sát, không những thế còn là bạn thân lâu năm, sống gần nhà, lại học chung trường, cả hai lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều sự kiện lớn nhỏ từ thuở ấu thơ. Bên cạnh đó, Heiji là một thám tử, vốn tính cách có phần liều lĩnh từ nhỏ, vì vậy ký ức chung giữa họ không chỉ là những kỷ niệm trẻ con, dễ thương mà còn có cả những nguy hiểm rình rập, có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Rất may mắn khi sự thông hiểu tính cách cũng như con người của đối phương là một thỏi nam châm hút Heiji và Kazuha gần nhau hơn, sẵn sàng ở bên khi gặp họ nạn. Về mặt tình cảm, những vụ án cũng là một sợi dây vô hình liên kết họ bền chặt hơn. Kazuha luôn sẵn sàng đồng hành cùng Heiji, bất chấp những nguy hiểm mà Heiji đã lựa chọn. Trong một bài phỏng vấn khi được hỏi về những đặc điểm mà Heiji thích ở Kazuha, tác giả Aoyama đã trả lời rằng Heiji thích mọi điểm ở Kazuha mà fan thích. Do vậy có thể thấy rằng Heiji dù miệng hay nói lời bặm trợn với cô bạn thanh mai trúc mã, nhưng trong lòng luôn trân trọng mọi điểm tốt đẹp của cô nàng. Nếu đã xem Movie 27, các bạn sẽ thấy Kazuha có một sức hút vô cùng lớn. Những lời nói ngây ngô, cử chỉ vô tư trong sáng của cô dễ dàng thu hút người khác giới. Bảo sao Heiji cứ phải giữ khư khư suốt ngày như vậy? Phải công nhận rằng, cặp đôi Heiji và Kazuha được tác giả xây dựng rất nhiều yếu tố thiên thời địa lợi để hình thành và phát triển tình yêu của mình. Xin lưu ý là thiên thời địa lợi thôi nhé, hôn nhân có hòa hay không thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Dù Heiji đang chật vật trong công cuộc đánh dấu chủ quyền của mình, nhưng có thể khẳng định chắc chắn trong tương lai, hai người sẽ về chung một nhà. Để có thể cưới được con gái nhà người ta, trước hết Heiji phải tỏ tình thành công cái đã. Bây giờ, hãy cùng mình chuyển qua phần tiếp theo để xem Heiji đã làm cái trò trống gì mà người người nhà nhà cạn lời đến thế nhé. 2. Những lần tỏ tình hụt. Tính đến thời điểm hiện tại của bộ truyện thám tử lừng danh Conan, một câu hỏi thường xuyên được khán giả đặt ra là bao giờ Heiji tỏ tình Kazuha thành công? Tôi đánh giá đây là một câu hỏi cực kỳ hóc búa và mang tính sát thương cao. Đừng ai dại dột mà thắc mắc với đội chèo thuyền Heiji Kazuha nhé. Nếu như cô giáo là người mẹ thứ hai, thì người mẹ thứ ba của Heiji không phải là mẹ vợ, mà tên là thất bại. Tính đến hiện tại, Heiji có tổng cộng 7 lần tỏ tình hụt, một con số khiến những người tin vào tình yêu nhất cũng phải nản lòng. Ngoài những lý do liên quan đến tác động bên ngoài, còn một lý do liên tục cản trở Heiji, đó là sự ganh tị với anh chàng thám tử phía đông. Hay thì Shinichi đã tỏ tình với Ran ở London, một trong những nơi lãng mạn bậc nhất thế giới. Làm sao Heiji có thể quá quýt được chứ? Phải chọn địa điểm, lên kế hoạch thật tỉ mẩn, chí ít cũng phải xịn sò ngang bằng Shinichi, không thì thằng nhóc đố kỵ trong người Heiji còn lâu mới để yên. Cùng xem 7 lần tỏ tình hụt đã diễn ra như thế nào nhé. Lần đầu tiên, anh Zano định tỏ tình tại một khu rừng sau khi xử lý vụ án trong tập 830-832, biệt thự bị zombie bao vây. Heiji đã đèo Kazuha vào sâu trong rừng để có không gian riêng tư, chưa kịp bày tỏ hết thì kế hoạch phá sản vì bị các diễn viên đóng sắc sống phá đám. Tính ra như vậy cũng tốt, ai lại đi tỏ tình mà cứ ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm như thế bao giờ chứ? Sau đó không lâu, kế hoạch thứ hai đã được triển khai trong tập 872-874, truyền thuyết quái vật Nue, thám tử trung học Osaka nung nấu màn tỏ tình tại hồ Kurogane vào buổi bình minh. Vẫn chưa kịp nói câu quan trọng nhất, màn tỏ tình đã bị xen ngang bởi lực lượng tự vệ. Hai lần đặt niềm tin vào thiên nhiên đã thất bại, Heiji tìm tới phố Ginza lung linh ánh đèn cho cuộc tỏ tình thứ ba. Tập 885-886 giải quyết bí ẩn tại quán cà phê Poirot, vì quá mải mê phá án, anh chàng đã trễ hẹn về Kazuha, cô bạn phải đến tận nơi để lôi đi cho kịp chuyến tàu cuối để về Osaka. Ba cụ có câu, quá tam ba bận, nhưng có lẽ chàng thám tử miền Tây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lại chưa từng được nghe qua. Câu thành ngữ này có nghĩa là, việc gì cảm thấy không ổn thì nên dừng lại, không nên để nó xảy ra quá ba lần. Không biết nghĩa là không có tội, nên Heiji vẫn đặt quyết tâm cho lần tỏ tình thứ tư. Trong lần này, anh chàng định sẽ nói lời trái tim mình với Kazuha sau giải đấu Kendo trong tập 916-917, giải đấu Kendo của tình yêu và bí ẩn. Thế nhưng một vụ án mạng đã xảy ra, vẫn chứng nào tật nấy, Heiji lại chú tâm vào việc phá án, đến nỗi quên cả tham gia trận chung kết giải đấu, và dĩ nhiên là quên cả một lời tỏ tình ấp ủ bao lâu nay. Tiếp theo, lần thứ 5 này chưa hẳn là tỏ tình hụt, nhưng đủ để danh hiệu một trong những nhân vật số nhọ nhất của thám tử lừng danh Conan tìm được chủ nhân hoàn toàn xứng đáng.
Nào thì xuyên mất nụ hôn đầu vào môi Kaito Kid, rồi đến tỏ tình nhầm vào tay Conan. Đen hơn hay gì chắc chỉ có thể là Hanzawa, chàng hung thủ số nhỏ mà thôi. Shinichi dù bị mắc kẹt trong hình hài trẻ con, cũng kịp thời có lời tỏ tình đậm chất thám tử với Ran. Sau đó trong tập 927-928, chuyến đi thực địa màu đỏ thẫm, Ran đã đáp lại bằng nụ hôn má trên vũ đài Kiyomizu, mà Heiji được chứng kiến tận mắt. Vũ đài này vốn là lựa chọn số 1 cho lần tỏ tình tiếp theo của Heiji, cậu đã khổ công bí mật đi theo hỗ trợ Shinichi mà lại nhận về vô số cẩu lương từ thằng bạn thân như thế đấy. Không sao, kiên trì ắt sẽ thành công, kẻ thành công hơn chẳng qua là kẻ dám thất bại nhiều hơn. Câu nói này có vẻ áp dụng vừa vặn cho Heiji được đấy nhỉ. Tới lần thứ 6 này, Heiji quyết định chơi lớn, bỏ qua bước tỏ tình văn vở mà hôn lên môi Kazuha luôn. Trong tập 983-984, Kid và Khổng Minh, mục tiêu là đôi môi, Kaito Kid đã cải trang thành Kazuha và liên tục buông lời ong bướm trêu ghẹo Heiji. Như là nếu cậu không ngủ được thì mình có thể ôm cậu chẳng hạn. Thôi xong, thám thủ suy luận nhạy bén đến đâu, chưa câu nói này cũng phải dẹp ngay hàng rào phòng thủ. Heiji cũng tung một câu cực kỳ sát thương, khóa chiếc mỏ hỗn của Kazuha bằng đôi môi của mình. Hôm nay không chỉ Kid mà tất cả các khán giả đều sốc cực độ, và nó cũng là lý do tại sao Heiji liên tục tương tác với Kaito trong movie 27. May mắn cho cả hai khi nụ hôn bị ngăn chặn kịp thời bởi sự xuất hiện của Ran. Nếu như đây là Kazuha thật thì Ran được sắm vai trò của một kẻ phá đám vĩ đại rồi đấy. Không chỉ Heiji và Kid mà ngay cả Kazuha và Aoko cũng nên có một lời cảm ơn gửi đến Ran. Trong một bộ phim tình cảm, luôn cần có nhân vật thứ ba để tăng phần kịch tính, nhất là những mối quan hệ còn đang dở dở ương ương. Momiji chính là nhân vật như thế trong chuyện tình cảm giữa Heiji và Kazuha. Trong tập 1024-1025, lá thư khiêu chiến của Oka Momiji, Heiji đáng ra đã có một màn tỏ tình đáng nhớ trong khung cảnh lãng mạn tại cảng Haido. Sau khi giành chiến thắng trước Shinichi trong màn suy luận, anh chàng đã nắm tay Kazuha chạy đi ngắm bến cảng vào cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Hai con tàu đang neo đậu kia mỗi năm chỉ cùng xuất hiện ở đây một lần, khi chúng cập bến nhau sẽ tạo thành hình trái tim. Một ngày đặc biệt như vậy là cực kỳ thích hợp để Heiji giải bày cảm xúc của mình. Chờ chiếc tay khi quay người lại, người mà Heiji nhìn thấy lại là Conan. Cái gì vậy bà nội? Còn Kazuha đã bị Momiji và quản gia Iori kéo xuống cùng chụp ảnh từ lúc nào rồi. Lần thứ 8, tập 1085-1086, vụ mai mối bất hạnh. Vì thế dạo này Heiji cứ tìm kiếm thông tin về đền Haido ở Tokyo nên Kazuha đã rủ Ran và Conan tới đây. Đền Haido là một nơi nổi tiếng nhất về việc mai mối nên các bạn cũng biết Heiji muốn cầu nguyện điều gì rồi đấy. Sau khi xử lý xong vụ án, Kazuha chất vấn Heiji tại sao lại lén lút tới đây. Nhân cơ hội này, Heiji đã nói rằng mình muốn cầu xin được nên duyên với một cô gái. Không biết Kazuha ngốc thật hay giả vờ nữa, cô nàng không nhận ra cô gái đó chính là mình, liên tục bắt Heiji khai ra. Ủa? Gì đó? Hay, đau đầu vì nàng lắm cơ. Lần tỏ tình hụt cuối cùng, xin phép được cảnh báo spoiler với những bạn chưa xem Conan Movie 27. Mọi người có thể tua qua đoạn này, còn nếu không có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục nhé. Lần này, địa điểm được Heiji chọn là núi Hakodate, cảnh đêm nhìn xuống thành phố cực lãng mạn luôn. Nhưng Momiji đã xuất hiện thì kiểu gì cũng có biến, do vô tình đến quản gia Yuri đã đánh rơi một quả bom gây choáng xuống đúng nơi đôi bạn trẻ đứng. Kazuha đã lao đến bịt tai để bảo vệ Heiji, cơ hội này Heiji đã nắm chắc, không gì có thể cản được những lời tỏ tình đường mật ấy, và Kazuha đã khóc. Cho đến phần after credit, Heiji và khán giả mới ngớ người, quả bom khiến Kazuha ủ tai chẳng nghe được gì cả. Thế là anh Zano lại có thêm một chiến tích thất bại nữa rồi nhé. 3. Hơn cả lời tỏ tình là gì? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Heiji, nếu như không muốn đổ tội cho tác giả, một nửa do tác nhân bên ngoài và một nửa nguyên nhân do bản thân Heiji quá mê phá án và quá gà. Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện trinh thám, vì thế vụ án đóng vai trò là một nhân vật không có hình hài cụ thể. Tác động của nó tới toàn bộ hệ thống nhân vật, đặc biệt là những thám tử yêu nghề như Shinichi hay Heiji là cực kỳ lớn. Xem riêng đối với Heiji, vụ án mà Kazuha được ví như vợ cả và vợ hai vậy, Heiji có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Kazuha, nhưng Heiji cũng có thể cho Kazuha leo cây vì tập trung phá án. Phân tích tới đây, thật khó để hiểu đối với Heiji thì Kazuha quan trọng hơn hay vụ án quan trọng hơn. Vậy mới nói, chúng ta luôn phải xét tới bối cảnh cụ thể cho một việc gì đó, chứ không thể vội vàng phán xét được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kazuha vẫn luôn là cô gái duy nhất trong trái tim Heiji, thất bại bao lần thì Heiji vẫn sẽ kiên trì cho tới khi thành công mới thôi. Heiji có thể đang đau đáu về vụ tỏ tình với Kazuha, nhưng đối với khán giả của thám tử lừng danh Conan, cậu đã có một khoảnh khắc còn chất hơn cả lời tỏ tình, sánh ngang hàng với tháp đồng hồ Big Ben của Shinichi. Hẳn là các bạn đang nhớ đến hình ảnh Heiji lao tới túm cổ áo một nam thanh niên vì tưởng anh ta định làm hại Kazuha, rồi hét lên một trong những câu nói huyền thoại nhất: "Mày định làm gì Kazuha của tao hả?" Câu này kinh điển đến nỗi cựu thành viên của tổ chức áo đen còn phải cài làm nhạc chuông điện thoại nữa cơ mà. Nhưng đáng buồn thay, Heiji hùng hổ khẳng định chủ quyền với thanh niên kia bao nhiêu thì lại nhát gan trốn tránh lời truy hỏi của Kazuha bấy nhiêu. Tương lai nào cho lời tỏ tình của Heiji? Đáp án chính xác chỉ có tác giả Aoyama mới biết. Có thể Heiji sẽ tỏ tình thành công vào lúc mà cả anh chàng lẫn độc giả đều không lường được, không có sự chuẩn bị hay dự tính kỹ lưỡng nữa, chỉ có lời chân tình bấy lâu trong trái tim, bộc phát trong tình huống không ngờ nhất.
Đó có thể là một tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc của Heiji và Kazuha, hoặc cũng có thể là tình huống vào sinh ra tử của một trong hai người. Không lãng mạn như London, nhưng khung cảnh đó vẫn sẽ rất đẹp và sâu sắc hơn tất thảy những gì mà cả hai đã từng trải qua. Save the best for last, hãy dành những điều tốt đẹp nhất đến cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký channel anime để không bỏ lỡ những sản phẩm thú vị sắp tới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!